Ai, có ai mua rau càng cua không? Tôi bán cho. Lé 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 lé. Ăn rau càng cua không? Chụp hình cái coi nha. Đứng im má coi. Đứng im má coi. Lắc 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 cái gì? Đứng im má coi. Đứng im má coi. Wow, mèo ngao. Mèo ngao wow wow. Ồ, wow, Le. Đứng im coi le. Đứng xích đây nè. À, đứng xích đó đi, má chụp hình cho dưới rau càng cua nè. Đó. Đứng im đi nha. Đứng im. Nào, đổ nước hết đó. Cái nào có cao đâu mà đứng là được. Đó, 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 khiều đó, khiều đó. Lấy tay phát nước kìa. Lấy tay phát nước ra cùng đất kìa. Nào, không có cắn cái đó. Nào, cắn cái đó là nó đổ nước ra cùng đất hết đó. Quậy quá, không có đưa ra chụp hình như con cà phê được á. Quậy lưu quá, sức quậy luôn à. Lại đây, đứng xích lại gần đây. Lo ăn. Đứng im coi. Đi hoài, lăn xăng à, đứng ở đây. Đứng đó đi, im coi. Đứng im máy chụp hình coi. Liếm mép. À, thọc tay vô nước, móc nữa đó, nghe không? Nào, 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 đổ kia cái. Đổ nước kìa. Nghe không? Lè. Đổ nước cùng nhà kìa. Mặt mày nó kìa. Ẩn không? Giống chú ông à. Vô kia nằm đi. Đây. Hôm nay mình thu hoạch nè. Rau cần cô nè. Mới nhổ được có một chút xíu thôi đó. À, từ sáng nhổ vô nè. Cắt rồi, còn cái này là rau mồng tơi, mồng tơi Nhật với mồng tơi Việt Nam mình luôn. Chút nữa mình sẽ lặt rau và làm một bữa cơm chiều canh rau nha. Trong này là thằng nhỏ nó đang chơi, khỏi có con nhỏ mà khỏi cần ẵm bồng, rồi kìa nó chơi kìa. Vườn thú nhồi bông của nó đó. Đây, bà chủ nhà. Chủ con chó mẹ gì? Trời đất ơi. Chủ cả làm khỉ khô gió.